Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể chư đồng đạo trong room đạo pháp thân mến. Kính thưa quý vị, chúng tôi nghe MC Ngọc Diệp nói rằng bữa nay không có ai thuyết trình và mong rằng sẽ có một cái người thuyết trình hôm nay. Thì thật ra thì tôi cũng không có chuẩn bị đề tài cũng như không có chuẩn bị những cái ý kiến để trao đổi, nhưng mà có một cái việc mà chúng tôi cưu mang ở trong lòng cũng nhiều năm tháng rồi, một việc rất là bình thường nhưng mà ở trong đạo của chúng ta đó, cái giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lại nó đặc biệt, tức là sự khai thị của Đức Thầy từng bậc từ thấp lên cao. Cho nên sự ra đời của Đức Thầy á, Ngài đưa ra một cái quy tắc, rồi từ đó Ngài mới quyền biến đưa người ta đến đỉnh cao. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ là nó không có lạ với chúng ta, rất là bình dị, nhưng mà lại là có rất nhiều người đang ở trong cái tình trạng bất nhất, cho nên có những cái người phải luận giải và có khi đưa đến cái chỗ là không vừa lòng với nhau. Khái niệm về chữ ăn chay trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Bây giờ chúng tôi hôm nay muốn trao đổi với quý vị một cái đề tài, tôi nghĩ là quý vị sẽ không lạ lẫm gì, nhưng mà lại nó rất cần thiết khi mà chúng ta có một nhận định chuẩn mực để biết rằng Đức Tôn Sư Khả Kính của chúng ta dạy chúng ta ăn chay như thế nào, và ăn chay của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nó mang ý nghĩa gì đối với đương đại này, đối với thời kỳ này mà chúng ta đang hiện sinh. Ăn chay nó là một hướng nhắm đúng hay sai, và ăn chay đối với sức khỏe của con người như thế nào. Trở lại giáo lý chân chính mà Đức Thầy dạy từ bốn ngõ cho lần đến cái chữ chay trường. Bây giờ chúng ta ăn chay thế nào mới xứng đáng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo? Đây là một vấn đề chúng ta cần bàn luận đây. Mà tôi nghĩ rằng trong đạo của chúng ta hôm đó tới giờ, chúng tôi nghe người ta bàn bạc rất là nhiều. Những người ăn chay trường được thì bảo rằng Đức Thầy dạy là dạy chay trường đấy, chứ không phải dạy ăn chay kỳ. Chẳng qua là ngày nói bốn bữa quy tắc để cho ta mới bước vào, chứ lần lần nó phải tương dưa với phần cho tròn đó. Cho nên mấy người ăn chay trường được thì lại có cái ý nói rằng mấy người ăn chay kỳ tu không tiến bộ, tu làm sao mà ăn chay kỳ hoài không tiến lên. Như vậy là theo giáo lý của thầy là phải ăn chay trường, và người ta khẳng định như vậy tạo thành một cái khuynh hướng là đạo Phật giáo Hòa Hảo phải ăn chay trường. Rồi lại có một bộ phận không nhỏ, nhất là mấy cái ông lão già, những người ngày xưa nó từng trực yết quy với Đức Thầy, thì nói rằng mấy ông á, biết gì, mấy ông còn nhỏ, mấy ông lớn lên biết gì. Tôi hồi đó là sát cánh thầy, theo thầy đây, thầy dạy có 4 ngày chay thôi. Mà hồi đó thầy cũng ăn chay 4 ngày, tôi cho mấy ông biết, mấy ông đừng có lên cái giọng mà hiểu biết nhiều mà nói. Vỗ ngực, tôi nè, là người trực tiếp theo thầy nè. Hôm nay già rồi nè, gần 90 tuổi rồi nè, có người chín mấy tuổi nữa nè, thầy dạy ăn chay có 4 ngày, mấy ông cãi thầy, mấy ông qua mặt thầy, vậy là phản thầy đó. Thưa quý vị, câu nói đó nó có người nói với tôi như vậy đó, tức là nếu ăn chay mà ăn chay quá 4 ngày đó là trật lắc rồi, thầy dạy có 4 ngày à, ăn uống gì là trật. Quý vị thấy chưa, chưa chưa hết đâu, chưa hết, nó còn nữa đấy, nó còn nhiều lắm đó. Mà tôi nghĩ rằng toàn thể trong đạo chúng ta, quý vị sẽ được lắng nghe rất là nhiều những lý luận. Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta ngồi, hôm nay chúng ta bàn coi cái nào đúng cái nào sai, và ăn chay của Phật giáo Hòa Hảo là ở đâu, và cái ý nghĩa của sự ăn chay như thế nào. Chúng ta bàn bạc một cách rất là tỉ mỉ, cẩn trọng và rất là chuẩn mực thì chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa thật của sự ăn chay, và chúng ta mới hiểu được cái lời lẽ của Đức Thầy dạy trong bổn đạo trong cái ăn chay. Thì hy vọng rằng cái buổi, tôi nghĩ đây là một cái buổi như là buổi tọa đàm, hiểu cái gì, không phải là bài thuyết trình gì đâu. Bởi vì là thuyết trình đó, chúng tôi sẽ soạn kỹ lưỡng hơn và sẽ nói đầy đủ tất cả những chứng từ minh chứng đàng hoàng, nhưng mà ở đây thì chúng tôi không có chuẩn bị cái đó đâu, mà chúng tôi muốn tâm tình với quý vị bằng một cái cảm nhận rất là thật ở trong lòng, và muốn chia sẻ với quý vị nỗi lòng của một đồng đạo thân thương với nhau để bàn bạc cái giáo lý của thầy mình mà mình cảm nhận được. Hy vọng rằng bữa nói chuyện hôm nay đó, tôi nghĩ là một buổi chia sẻ hoàn toàn ở dưới tính cách là chia sẻ đạo đức với nhau trong một cái
buổi tọa đàm đạo pháp buổi trưa hôm nay vậy thôi, chứ không phải là một bài thuyết trình. Bây giờ trước tiên á, quý vị đã rõ là ăn chay để làm gì rồi, ăn chay nghĩa làm sao rồi. Cái nghĩa đơn giản của ăn chay là người ta không có sát sanh hại mạng, không ăn những cái thức ăn mà sát sinh để mà nuôi thân sống, mà ta ăn rau rau rồi củ quả rồi tất cả những cái thứ gì mà nó không có sát sinh hại mạng mà ra thì gọi là ăn chay. Thì từ ngàn xưa cái vấn đề ăn chay này nó đã có rồi chứ không phải tới bây giờ. Mà ăn chay nó không phải hẳn là đó là cái giới hạnh của người tu Phật nữa, mà cả ngày xưa nếu những người mà không có tu Phật người ta vẫn ăn chay. Chúng ta đọc lại sử sách và dò nguồn về quá khứ về kinh sách đó, chúng ta mới thấy rằng ngày xưa đó thuở mà thời bao cấp là vua là đại biểu cho nhân dân, là thiên tử, là con trời đấy, là muốn ví dụ năm đó mà trị vì thiên hạ mà bị hạn hán rồi dân chúng không có mưa rồi không có làm được gì được, người ông vua tự thấy rằng đó là lỗi của mình, cho nên tự mình phải ăn chay nằm đất rồi mới khẩn vái thần linh đặt bàn vọng khóa bái để mong mỏi ơn trên trời ban phước xuống cho mưa xuống cho dân nhờ. Thì cái ăn chay hồi xưa đó là người ta cái nghĩa của nó là mốc dục và tư vô tà, tức là ông vua đó ông phải ngưng giao dịch với mấy người phụ nữ ở trong cung của ông, tức là từ chánh cung thứ phi gì là cách biệt không có lại gần mấy 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 cái con mái đó, và sống không có ở trên nhung lụa nữa mà phải là nằm ở dưới nền đất khô, rồi phải là ăn những thức ăn thanh đạm mà không có cá thịt, rồi người ta mới là tắm rửa sạch sẽ rồi ăn nằm ăn gọi là ăn chay nằm đất ấy. Tức là người ta không có lui hết tất cả cắt tất cả mọi cái phụ tùng về về dinh sang, mà phải lui trở về cái đạm bạc, thật là đạm bạc, bằng cái là ăn những cái thanh đạm rồi rồi ở một mình không có ai hầu hạ gì hết, rồi phải ăn nằm ở dưới đất như vậy rồi mất 7 ngày đúng như vậy. Có sách thì nói rằng đúng 100 ngày, nhưng mà có sách thì nói là 7 ngày thất nhật rồi mới là đặt bàn vọng bái, thì cái trong sạch về thể chất và tâm hồn ấy đó, để cho nó có thể thầm giao cách cảm với bề trên thiêng liêng, để sự cầu nguyện sự ước mong kia nó mới được chứng giám. Đó là cái cách ăn chay của người xưa, không phải là tôn giáo. Cái đó là cái người hồi xưa đó trong sách ghi là rất rõ là để ăn chay để cho trong sạch tâm hồn, trong sạch thể chất, để tiếp thu với đấng thần minh. Vậy thưa quý vị, cái gì thanh á là nó trong, mà trong là khinh thanh, là thanh là nó nhẹ chứ gọi là khinh thanh, mà nhẹ là bay lên. Còn cái gì trượt á là trọng, gọi là trọng trượt, tức là cái gì mà nó không thanh á, nó ngược nghĩa đó, thì nó chìm chìm đắm, gọi là trọng trượt. Trọng là nặng, còn khinh là nhẹ. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta mà nuôi dưỡng cái thân thể chúng ta thuộc về cái dạng mà mang cái thân ô trọc rồi, ô trượt rồi, cũng mà nhà Phật gọi là ngũ trượt đó, chúng ta có 5 cái điều trượt. Mà bây giờ nếu chúng ta nuôi cái thân mạng này mà chúng ta nuôi bằng huyết nhục, tức là bằng máu thịt, thì chúng ta nuôi những cái trượt mà không phải cái thanh. Quý vị có đồng ý điều này không? Vậy thì nếu mà quý vị cứ là cắt cổ mổ họng là ăn bằng máu, bằng ngủ, bằng sự đau đớn của muôn loài, quý vị nuôi cái thân xác này lớn lên, và mỗi ngày như vậy oán hận của từ con vật nó chết thấu trời xanh rồi dồn ghi nhiều nhiều ngày nhiều tháng như vậy, chúng ta đang ăn máu huyết đưa vào để nuôi cái cơ thể này lớn lên, thì cơ thể chúng ta là được nuôi dưỡng bằng nhục huyết trọng trượt cộng với cái sự oán hận thấu thiên của những cái loài sinh vật mà phải chết vì chúng ta đó. Thì như vậy là chúng ta được nuôi bằng thân, bằng sự cái quán nghiệp, bằng những nghiệp rất là ác, mà rồi lại là rất là tục, rất là trọng trượt chứ không hình thành. Mà nếu một thân thể trọng trượt thì không thể chuyên chở được một tâm hồn thanh tịnh được. Mà đạo Phật là dạy người ta trở về cái giác tánh, trở về sự thanh tịnh, buông tất cả những gì ô nhiễm trọng trượt thế gian. Mà nếu tâm chúng ta lành, trong sáng thì không thể ở trong một thể xác như vậy được. Cái điều này các nhà khoa học tâm linh người ta đã nghiên cứu rất là kỹ. Cho nên người ta trở lại những bậc thánh ngày xưa, những bậc mà có trí tuệ hơn người, những người mà xuất trần, những người mà có cái vị trí cao trọng thì thường thường là
Người ta không sống bằng những vật chất mà trọng trược, mà người ta sống bằng những vật chất khinh thanh. Cho nên chữ ăn chay được cái người tu theo Phật giáo đưa vào cái giới hạnh. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni mới ra đời đó, thì đứng trước bao nhiêu mối đạo mà của Ấn Độ hiện hình và tất cả những cái tham đắm quá lớn của thế gian, thì Đức Phật cũng chưa có kêu gọi tín đồ phải ăn chay, tức là bổn đạo các tỳ kheo vẫn còn ăn mặn. Nhưng mà Phật chế ra tam tịnh nhục, rồi sau đó đưa lên ngũ tịnh nhục. Tam tịnh nhục là ba cái món thịt mà gọi là thịt thanh tịnh, tức là con thịt tự nó chết là một, tự nó chết rồi mình thấy nó chết mình ăn, chứ không phải là mình đoản mệnh nó mình ăn, mà mình không có thấy mà cũng không hay biết, và cũng không phải vì mình mà giết, mình ăn những cái thịt con đó, hoặc giả là con thịt của con thú khác ăn nó còn dư lại, chúng ta lượm được con thịt đó chúng ta ăn. Thì cái vậy gọi là tam tịnh nhục, tức là thịt mà thanh tịnh, thịt mà không có oán hận ở trong đó, không có sự sát giết ở trong đó, không có gieo ác nghiệp. Rồi lần lần Đức Phật mới chế ra ngũ tịnh nhục, tức là năm cái phần thịt thanh tịnh. Và đến sau cùng thì trong giới bản của tỳ kheo thì không còn là nhục nữa mà là hoàn toàn ăn chay. Đức Phật dạy tỳ kheo phải xuất trần phải là ăn chay, tức là không có ăn huyết nhục. Thưa quý vị, có một lần khi mà chế tam tịnh nhục thì Đức Phật mới nói rằng tất cả các vị tỳ kheo mà nếu đi sinh mà người ta bỏ cái đồ ăn vô đó mà có cái gì là thịt thà đó, thực sự ăn mặn thì đem lại gom lại, còn ăn cái gì là rau củ ngũ quả thì ăn, còn cái dư đó Đức Phật ăn. Thì ông A Nan ông nợ nổi trong lòng, ông suy nghĩ ông nghĩ rằng Đức Phật có hơi ăn gian, bây giờ để bổn đạo đệ tử của mình ăn ăn rau để mình ăn thịt. Thì cái ý nghĩ của ông A Nan vừa chớp lên trong đầu thì Đức Phật đã đọc được hết trơn, Đức Phật đi guốc ở trong bụng A Nan. Và lúc đó đó ông A Nan bỗng vừa ăn mà vừa dòm với cái tính cách là rất là ganh tị, tại sao Phật lại ăn thịt mà bắt mình ăn rau. Thì lúc đó đó Đức Phật thấy mới rằng Đức Phật mới dùng cái tay nhúng cái thức ăn ở trong trong bát mà đưa lên miệng đó, thì đầu tiên lấy đưa lên đó là miếng thịt, nhưng mà tới miệng Phật đó thì gọi là cọng rau, là những cái món ăn rất là thanh tịnh. Thì lúc đó A Nan theo dõi liên tục những cái miếng ăn, Đức Phật dùng cái thần lực để cho A Nan biết rằng Như Lai không phải ăn như các ông, bởi vì tâm của Như Lai không phải là tâm của chúng sanh, miệng của Như Lai và không còn dục nhiễm, và cái vấn đề ăn của Như Lai nó không còn phải là ăn của chúng sanh nữa. Cho nên Đức Phật muốn thị hiện cho ông A Nan thấy vậy. A Nan rất là sám hối, A Nan biết rằng mình đã trách lầm Phật. Và thưa quý vị, vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta đem cái chuyện ăn của Phật mà chúng ta so bì với ăn của chúng ta thì điều đó là sai lầm lớn lắm. Bây giờ hiện tại trong đồng đạo chúng ta hiện tại có rất là nhiều người nói Đức Thầy đó ăn chay 4 bữa, bây giờ mình ăn chay trường là qua mặt. Tôi nghĩ là điều này chúng ta lý luận như vậy là khiên cưỡng lắm. Đức Thầy là một Bồ Tát lâm phàm nhất sanh bổn xứ, vì muốn cứu độ chúng sanh, vì hoằng độ thế gian, cho nên Ngài phải ăn chay kỳ. Rồi Ngài dạy chay 4 bữa ấy là quy tắc, là mở ra một cái phương tiện thuận lợi để cho bổn đạo có thể đến với đạo Thầy. Chứ thật ra bây giờ quý vị đặt vấn đề, nếu Đức Thầy mà mở đạo mà tiêu người ta ăn chay trường, thổi đó thì không có người nào theo đạo nổi. Bởi vì người ta không bao giờ có khái niệm nổi là ăn chay. Người ta nghĩ ăn chay là mất máu, là thiếu sức khỏe, là chết. Nghĩa là người nào dám đối mặt với cái chết mới dám ăn chay. Chính tôi đây hồi đó tôi ăn chay, ở cái làng tôi chưa có ai ăn chay, năm 17 tuổi tôi nghỉ học và tôi đi học đạo về nhà ăn chay trường đó. Ông bác ruột của tôi ông nói bộ mày muốn chết sao mày dám ăn chay. Cái đó là có thật đâu quý vị. Vậy thì người ta chưa có bao giờ có một khái niệm là ăn chay có thể sống một cách rất thanh tịnh, mà người ta nghĩ ăn chay là phải chết thôi. Cho nên khi Đức Thầy ra đời trong một hoàn cảnh, một cái quan điểm rất là ấu trĩ như vậy, thì Đức Thầy làm sao mà dạy người ta ăn chay trường được. Đức Thầy phải dạy người ta ăn chay 4 bữa là quy tắc thôi, của kẻ khùng dẫn dắt chúng sanh. Vì muốn dẫn dắt chúng sanh trong buổi sơ cơ, cho nên Ngài dạy ăn chay 4 bữa. Mà bây giờ nếu đồng đạo nào chưa đủ điều kiện ăn 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 chay trường thì quy tắc 4 ngày này không thể không có, nếu là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Quý vị có đồng ý điều này không? Vậy thì bây giờ vấn đề ăn chay của chúng ta đó là trở lại đó, thì trong giáo lý của thầy dạy là 4 ngày quy tắc, mà bây giờ cái thức ăn chay đó về tướng ở bên ngoài là không ăn những thức ăn trọng trược mà mang cái tính sát giết để làm nuôi thân sống. Hình tuy ngã bất đồng, mạng diệt vô vị, đối với loài vật. Cái hình khác ở bên ngoài thì với ta nó không có đồng, nhưng cái mạng sống của nó không có khác.
Người xưa nói như vậy đó, hình tuy ngã bất đồng, mạng diệt vô dị. Phanh tha thân nhi dưỡng ngã thân, tể tha mạng nhi sanh ngã mạng, thiệt phi nhân thứ chi tâm. Mình banh cắt cái xác nó, thân nó mà nuôi cái thân này, mình giết cái mạng nó để làm sống cái mạng này, thì rõ ràng là không nhân thứ vậy. Hồi xưa thở mà đạo nho thì đức Mạnh Tử là một a thánh cũng dạy: nhân kiến kỳ sanh, bất kiến kỳ tử, kêu la chẳng nỡ ăn thịt, thấy sự sống không nỡ thấy cái chết. Thưa quý vị, đó là đức nhân ở trong đạo, trong ngũ thường mà còn thế. Huống chi chúng ta là cái người tu Phật. Tu Phật là đạo từ bi. Đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ, tuy tình thế đổi thay, tấm lòng nhân không đổi. Nghĩa là làm sao chúng ta có thể đành lòng thấy nó run rẩy, nó kêu la thảm thiết, nó phải đổ máu xương rơi, nó khóc la thảm thiết để mà chúng ta ăn cho đành, thì điều đó không thể nào đâu. Nó thương tổn cái lòng từ bi của Phật và tinh thần bình đẳng tuyệt đối nhất thiết chúng sanh với hộ Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, chúng ta không thể nào đoạn lìa cái mệnh nó để nuôi mệnh mình. Thì đây là người tu Phật vì lòng từ bi mà Đức Thầy nói tâm từ bi sanh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tránh thiện. Mà từ bi là cái nền, hãy bố đức lập nền từ bi, thì cái nền đạo của đó là nền từ bi. Vậy thì bây giờ chúng ta hủy hoại từ bi thì chúng ta làm sao đứng ở trên cái nền từ đạo được? Đấy là cái tinh thần lý do làm sao mà Đức Phật nó dạy người ta ăn chay. Ăn chay để là tỏ giả từ bi, không đành sát vật nuôi thì khẩu ta. Tai nghe tiếng chúng kêu la nỡ nào cắt cổ lột da cho đành, nhớ lời Phật cấp sát sanh, Phật cấm sát sanh khỏi mắc quả báo, lòng lành được tăng. Lục trần thối lộn làm ăn, nghĩ suy cho cạn nên hằng dùng chay. Vậy thì rõ ràng ăn chay là tỏ giả từ bi. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta là người tu Phật là từ bi, do đó chúng ta phải ăn chay thôi. Vấn đề của ăn chay đạo Phật là như vậy. Nhưng mà tại sao khi ra đời Đức Thầy dạy chay 4 bữa? Thì như chúng tôi đã trình bày quý vị rõ rồi đó. Vì phương tiện ban đầu Thầy dạy bổn đạo chỉ ăn chay chay kỳ thôi. Nhưng mà rồi bây giờ nếu những người ăn chay trường mà nói rằng nếu những ăn chay kỳ đó còn dở mà phải ăn chay trường mới đúng á, thì điều đó lại cũng không đúng nữa quý vị. Bởi vì quý vị nên biết tất cả mọi người đều có một cái căn cơ và một cái hoàn cảnh sống khác nhau, một tâm trí và một cái nghiệp cảm không giống nhau. Thật sự mà nói, tôi biết có một số người đó ăn không được, ăn như nó bệnh, ăn không nổi, ăn rồi mà thèm mà thuồng mà ốm nhom ốm nhách bệnh hoạn hoài, có khi gồng mình ráng ăn rồi cũng đau, rồi cuối cùng cũng tuột xuống, tại vì người ta ăn không có được. Cái này là quả thật là như vậy chứ không phải là người ta đặt điều, mà chúng tôi biết rất là nhiều. Thì những người mà không có khả ăn như vậy đó thì chúng ta kêu phải ăn chay trường đó, thì nghĩa là chúng ta chỉ làm khổ họ thôi chứ không có được gì hết. Vậy thì chính vì hiểu rất là rõ điều này, hiểu rõ căn cơ của chúng sanh thời này rất thiển bạc và thượng hạ không đồng, cho nên Đức Thầy tôn kính của chúng ta là một vị Phật, Ngài thấu rõ tất cả muôn cái căn cơ, cho nên Ngài mới dạy một cái câu mà chúng ta thấy nó là tuyệt vời. Mà chúng tôi trong một cái bài thuyết trình chữ tùy trong giáo lý Phật giáo Hoàn Hảo chúng tôi đã nói rất là nhiều. Đức Thầy nói rằng chẳng ép ai ăn chay, chẳng xúi ai ăn mặn, tùy theo trình độ và lòng nhân của mỗi người. Quý vị thấy chữ tùy độc đáo chưa? Tùy tức là bây giờ nếu người ta ăn chưa được thì người ta vẫn giữ được cái chay kỳ, lần lần tiến lên. Và nếu người nào được thì điều tốt thôi. Bây giờ nếu người chưa được mà chê cái người được, nghĩa là người ăn chay kỳ mà chê ăn chay trường sai, thì người ăn chay kỳ đó là không hiểu giáo lý thầy. Mà nếu người ăn chay trường mà lại chê cái người ăn chay kỳ thì điều đó lại cũng tệ luôn. Tu mặn gắt kẻ tu chay, tu chay ghét mặn không ai tu nào. Ông Ba Thới ông nói vậy, không có ai cái tu nào phải đặt hết trơn. Vậy thì chúng ta đâu có biết chữ tùy của Đạo Phật. Đức Thầy không ép mà chúng ta sao dám ép? Đức Thầy nói là tùy theo trình độ lòng nhân của mỗi người. Rồi tại sao bây giờ mình ép tan chay trường là sao? Cho nên theo cái quan điểm của mình, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là tùy. Một chữ tùy rất là độc đáo. Nhưng mà cái quan trọng là quý vị, không phải tùy là muốn làm gì làm, không phải tùy là muốn ai muốn làm sao làm đâu. Đức Thầy nói thêm cái chỗ đó là điều cần yếu. Phật chẳng chấp ép ai ăn chay, chẳng xúi ai ăn mặn, tùy theo trình độ lòng nhân của mỗi người. Nhưng mà điều cần yếu là làm gì? Làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác và quyết rửa tấm lòng sẽ trong sạch. Quý vị thấy điều cần yếu chưa? Cái này mới là cần yếu đây. Còn cái chuyện ăn chay trường được hay ăn chay kỳ, chuyện đó là trận phần phụ.
cái điều cần yếu là ở đằng sau đấy, cái chỗ mà làm hết tất cả các việc từ thiện, không có việc từ thiện nhỏ nào mà không làm, tránh tất cả các điều ác, không có một việc ác nhỏ nào mà dám làm, và quyết rửa tấm lòng ở trong sạch. Rửa tấm lòng trong sạch là sao? Là chúng ta phải phát sinh trí tuệ, phải tu tất cả thập thiện nghiệp xong rồi chuyển mê tất cả mê lầm, chúng ta trở thành giác ngộ. Chúng ta giữ cho lòng được sạch trong và chúng ta không bị phạm vào niệm mê lầm nào nữa thì mới gọi là rửa lòng cho được sạch trong đó, làm hết cái gì từ thiện, tránh tất cả điều ác, quyết rửa tấm lòng ở trong sạch. Điều này nó không đơn giản, đây là cái mốt yếu, đây là cái tam vô lậu học của Phật giáo, tức là phải làm thế nào cho nó được thanh tịnh cõi lòng thì cái đó mới là chay. Cho nên trong kinh Niết Bàn Đức Phật đã dạy rất là rõ, tề chánh thân tâm không cho tán loạn ấy là chay. Và chính vì lẽ này, chính vì biết rất rõ cái đạo lý cao siêu này mà Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Tôn Sư của chúng ta dạy rất rõ là chay được tánh, chay tâm mới quý. Vậy thì bây giờ ăn nào, ăn chay 4 ngày cũng phải giữ chay tâm, mà ăn chay 6 ngày cũng giữ chay tâm, 10 ngày cũng giữ chay tâm, 3 tháng 1 năm cũng giữ chay tâm, mà ăn chay trường cũng phải chay tâm. Nếu không có tâm chay thì gần như là không có chay gì hết. Chúng tôi xin được làm lại. Ăn chay kỳ 4 ngày cũng phải giữ chay tâm, 6 ngày, 10 ngày, 3 tháng 1 năm, thậm chí ăn chay trường cũng phải giữ tâm chay. Nếu không có tâm chay gần như là không có ăn chay gì hết. Đây là cái cương yếu mà Đức Thầy dạy chúng ta, thưa quý vị. Nếu chúng ta nghiên cứu giáo lý Đức Thầy, chúng ta loại coi tất cả, nghiên cứu kỹ lưỡng những lời Thầy dạy đó, chay được tánh, chay tâm mới quý. Vậy thì vấn đề tâm chay là cái gì? Chúng ta mổ xẻ chỗ này, chúng ta mới thấy rằng vấn đề ăn chay trường, chay kỳ, vấn đề đó không quan trọng. Cho nên khi mà Ngài nói với ông Tham Tá Ngà, thì Ngài nói rằng tu hành nào luận mẵn chay, miễn tâm thanh tịnh mới gặp Ngài an cư. Quý vị thấy Đức Thầy nâng bổn đạo lên một trình độ nào? Một trình độ trở về bản giác, tức là trở về chân tâm. Tâm sinh ra môn pháp, tâm thanh tịnh rồi thì môn pháp thanh tịnh. Vậy thì khi mà đạt được tâm thanh tịnh rồi thì vấn đề chai mặn còn nói làm gì nữa? Đâu còn thành vấn đề nữa đâu. Còn bây giờ chúng ta kẹt ở trong chai mặn là kẹt ở trong pháp tướng, mà vô pháp tướng mới là thật tướng, thì chúng ta kẹt trong pháp tướng là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phải phi tướng mới tất kiến Như Lai. Quý vị trở lại kinh Kim Cang, quý vị đọc mấy cuốn kệ kinh của Phật khai thị, quý vị sẽ thấy rằng Đức Thầy đang dạy chúng ta là một đại thừa Phật giáo siêu tuyệt vô cùng, đưa đến cái chỗ là vô pháp tướng. Cho nên cái đạo của Thầy, cái đạo Phật giáo Hòa Hảo không tầm thường như người ta nghĩ. Đừng thấy ăn chay 4 ngày mà coi là thường, mà 4 ngày ấy nhưng mà tâm chay cao tột, 4 ngày ấy mà pháp tướng hủy bỏ, phi tất cả các tướng mà trở về bản tánh thanh tịnh, trực chỉ chân tâm, chẳng nói vắng dài, Phật nội tức tâm, và tâm là tất cả sinh muôn pháp, phải trở về chân tâm thanh tịnh. Tất cả mọi phương tiện chỉ là một phương tiện mà thôi. Quý vị thấy ở đây vấn đề ăn chay của Phật giáo Hòa Hảo không đơn giản một chút nào cả. Đừng có nghĩ rằng Phật giáo Hòa Hảo ăn chay 4 ngày, 6 ngày gì đó mà nói rằng Hòa Hảo cao, Hòa Hảo thấp, điều này là hiểu lầm rồi. Hãy coi là cái giáo lý của Thầy dạy bổn đạo ở đâu. Vậy thì hôm nay đó chúng ta bàn vấn đề ăn chay trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo để chúng ta thấy được rằng chúng ta đang chấp thủ một pháp môn, một phương tiện độc đáo mà Đức Thầy đã trao cho bổn đạo. Một cái phương tiện đi vào gọi là chữ tập đề nãy đà, mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền. Ngày đầu tiên Ngài thành lập một cái khuôn người hiền, Ngài đưa cho người ta vào cái khuôn khổ người hiền đó, Ngài in thành một cái bánh người hiền, tức là cái người đó phải làm tròn vai trò một con người ở kiếp sống. Mà một con người hiền đó không phải đơn giản, hiền đó là hiền đức, trí hiền, tâm đức chùi lao, ra công lập kỹ thì thao ra vàng, chừng nào ra ràng rồng không còn phá rạp, lòng mình hiền hoàn toàn tất cả những cái điều tốt đẹp, lành, thiện, sáng trong, thì đó là người hiền rồi đó. Thì người hiền này đó phải đạt đến cái đức nhẫn ba la mật rồi. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta rất là rõ. Cho nên khi mà chúng ta đã đạt được như vậy, chữ hiền này rồi, thì cái vấn đề ăn chay nó nằm trọn ở trong chữ hiền đó quý vị ơi. Cái tâm á, cái tâm chay á. Bây giờ chúng tôi nói cái điều này quý vị nghe, chúng tôi thấy rất là rõ ở đây. Có sớm tôi có những người ăn chay kỳ á. Ví dụ như ngày mai này 14 rồi, 14 mới ăn chay. Thì lúc đó, đó người ta mới bữa nay đó, người ta nói trong nhà người mời ăn chay, bữa nay làm gì khá khá để mời ăn chay. Tức là người ta kiếm đồ ăn cho nhiều, thay vì mỗi lai phải kiếm con này con kia ăn cho nó ngon, cái bằng con gà con vịt gì đó ăn cho nó chuẩn bị để ngày mai ăn chay. Và rồi sau khi ăn chay đó
là lỡ nhỏ mà nó có dặn cầm câu được con cá lóc lớn cũng rộng đó, để qua ăn chay ăn bây giờ, rồi cũng phải tìm những cái gì thì chuẩn bị cho vừa dứt cái ngày chay là mình làm một bữa nữa cho nó. Quý vị thấy ăn như vậy là có tâm chay không quý vị? Có không? Không có miếng nào, không có miếng nào chay cả. Tôi nói ở đây là nói chay bốn bữa ấy, tôi cũng chưa nói ăn chay trường đâu. Là người ta chấp thủ một cái này giống như là chấp thủ một cái nghiêm hình nào đó mà buộc lòng phải gồng mình kiểu vậy à, cho nó rồi nó trả lễ vậy thôi, chứ không có hiểu gì tâm chay cả. Mà Đức Thầy dạy chúng ta không phải như vậy. Đức Thầy dạy chúng ta là cái phương tiện đi vào để đạt ngộ được chân tâm, đi đến cái nẻo giải thoát, thì không phải cái chỗ mà Đức Thầy đưa điều kiện để chúng ta chấp thủ giống như là ép mình vào khuôn khổ để rồi trả lễ đâu, không phải vậy. Cho nên nếu chúng ta sử dụng được tâm chay trong cái chỗ này, chay bốn bữa nhưng mà có tâm chay là trường chay đấy, tu biết thương giống thiệt chay trường, ông bà thấy ông nói vậy đó. Nếu lòng chúng ta khởi lên được lòng từ bi, mặc dầu chúng ta chưa ăn chay được nhưng mà thấy người khổ chúng ta không yên, thấy người đau chúng ta không không có nỡ nào bình an được, thấy con vật lâm nạn chúng ta ra tay, tất cả mọi cái gì chúng ta sẵn lòng, lòng từ bi giàu dạt trong lòng như lời thầy dạy là tâm từ bi sẽ thấy ngọc ngà, hoặc là nhớ từ bi hay chữ ngâm nga ở trong lòng chúng ta lúc nào cũng từ bi, thì đó là những người ăn chay trường đấy. Mặc dầu họ chưa có ăn chay được, họ ăn chay có 4 ngày thôi. Cái điều này tôi nói không quá đâu. Nếu bây giờ những người nào ăn chay kỳ 4 ngày mà tấm lòng rộng mở, tình thương chan chứa trong lòng đối với nhân loại muôn sinh, giữa mình và người không có phân chia nữa, lúc nào cũng mở lòng ra thương yêu mọi người, thương yêu muôn vật, thì đó là ăn chay chứ còn gì. Còn bây giờ ngược lại, bây giờ nếu người ăn chay trường, ăn chay mấy mươi năm, lâu lâu đem cái chuyện ăn chay trường giống như một thành tích, mà năm nay tôi ăn được 40 năm rồi đúng không? Thật ra Đức Phật không có kể cái vụ đó, không có Phật đâu, Phật không có tính cái sổ bao nhiêu năm, Phật không có tính cái đó. Trong kinh điển có chỗ nào mà Phật nói tu bao lâu năm mà Phật cho cái gì hết trơn, không có. Bây giờ quý vị coi kinh điển nào mà Đức Phật nói cái đó đâu. Và Đức Thầy cũng không có một cái câu nào nói rằng ăn chay lâu rồi Đức Thầy chứng nhận đó là đệ tử, không có. Mà đồng đạo chúng ta thì hay đem cái thành tích của mình bao nhiêu năm đó mình nói ra ngầm nói rằng mà tôi tu cũng lâu lắm mà tôi ăn chay rồi mấy mươi năm mà, thì cái vụ này á nói với người ta với cái tính cách của tự hào một chút thì đó là ngã tướng rồi quý vị ơi. Mà bây giờ ăn chay trường mà anh em ruột ở trong nhà nó có những cái thằng em út nó khổ hết sức khổ, nó không có cơm ăn, chúng ta có muốn giúp muốn làm xã hội gì đó vung tay cũng có thể làm lớn chuyện được, mà cho người ngoài cho có tiếng có tâm người ta khen thì dám làm, còn em mình nó đói không cơm cho một lít gạo không dám cho, là bởi vì làm cái kia là cầu danh cầu tướng, còn ở đây nó không ai biết em ruột của mình ấy, máu mủ trong nhà đấy mà nó khổ đau á, chở đứa con nằm viện không có đồng bạc mà chích người ta ngoài mấy ông vận động tiếp đó, coi bây giờ nó khổ quá vậy thôi chứ mình cũng không dám ra tay, mà với cái người ngoài thì dám, thì quý vị thấy ăn chay đó được cái gì quý vị? Hay là ăn chay trường tay lần tràn hạt mà người ta kẹt nằm viện không có tiền, đến hỏi tiền mình dư không dám cho mượn, nhưng mượn xong nó giật cho vay thì dám, mà cho vay nặng lãi thì quý vị nghĩ sao? Mà điều này có đấy, ở đây chúng ta không có chỉ anh A anh B nào, chúng ta không chỉ trích một người nào cả, mà chúng ta muốn nói rằng cái tinh thần ăn chay của đạo Phật giáo Hòa Hảo là tinh thần ở chữ tâm, cái tâm từ bi sánh tẩy ngọc ngà kia kìa, chứ không phải cái tướng ăn chay đó. Nếu chúng ta ăn chay trường mà chúng ta còn những ích kỷ tư tâm, còn bao giờ cũng thấy gì mình, cái của mình là hơn hết, chúng ta ăn chay mà lòng không một chút từ bi, không một chút tình thương nào hết, chúng ta ăn chay mà lúc nào cũng thấy mình và cái của mình chứ không biết tới ai, quý vị thấy ăn chay đó được cái gì? Ăn chay đâu được cái gì đâu, ăn chay đó đâu có từ bi gì đâu. Vậy thì ăn chay đó là khoa trương, là hình thức, là kể công với Phật, thì Phật không có hứa bao giờ và không có chấm điểm ở chỗ này. Phật chẳng qua dụng chữ tính thành chứ không phải dụng ở chỗ đó, không phải dụng cái hương đăng trà quả cái phần vật chất đó đâu. Phật chẳng bao giờ bảo rằng phải lại Phật cho nhiều hay là phải ăn chay trường cho nhiều là Phật chứng, mà Phật dạy rằng chúng ta phải làm gì cho rồi cái bổn phận làm người và tìm kiếm cho được cái chân tánh của mình, nghĩa là trở về cái tánh giác, thì đó mới là cái lời dạy của Phật. Ở đây chúng ta ăn chay trường nhiều năm lắm mà chúng ta đem cái thành tích ăn chay chúng ta ra lòe đời thôi, mà chúng ta không có thể hiện được tình thương thì sự ăn chay trường kia phỏng được cái gì đâu. Cho nên khi nói về ăn chay thì Đức Thầy nói rất là rõ, chay được tánh chay tâm mới quý. Xin lặp lại một lần nữa, chay được tánh chay tâm mới quý quý vị ạ. Là cái lòng này thanh tịnh trong sạch, có đầy đủ tình thương với muôn loài thì đó là ăn chay đấy.
Cho nên ông ba ông nói rất là đơn giản. Ông ba Thới trong Kim Khẩu Kỳ Quan ông nói là tu biết thương vốn thiệt chai trường. Người nào có tình thương rộng mở là người đó ăn chay trường đấy. Vậy thì bây giờ ăn chay kỳ, ăn chay 6 ngày, 10 ngày, thậm chí tam ngôn, tất cả cái đó là cái phương tiện chúng ta tập tu. Tùy theo khả năng, theo trình độ, không ép ai hết và không có nên biểu ai ăn như thế nào cả. Người ta ăn được cái gì do cái tâm khoát miệng của người ta cảm nhận được cái tinh lành của người ta. Nhưng mà cái chính mà chúng ta đi trao đổi với nhau là phải trong lòng phải có tâm chay quý vị ơi, mới là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Mới cái chỗ mà Đức Thầy bảo rằng tu hành nào luận mạng chay, miễn tâm thanh tịnh mới gặp ngài an cư. Tâm thanh tịnh là tâm gì? Là tâm không còn vướng nhiễm, không có ô nhiễm, không có bị duyên theo vọng cảnh, không có bị tham lam sân nộ mê si, không có tất cả mạn nghi ác kiến, không có tất cả những cái sai quấy, không có vọng tình, không có những cái tham nắm vân vân. Đó là tâm thanh tịnh. Thì như vậy là ăn chay. Vậy thì bây giờ quý vị thấy trở lại vấn đề ăn chay, chữ ăn chay là làm cho trong sạch thể chất, trong sạch cái tâm hồn. Nhà muốn nói rằng cái tinh thần của đạo Phật giáo Hoằng Hảo dạy để chúng ta đừng có dính vào cái vấn đề ăn chay mà chúng ta lại không có thấy được cái tâm ý, thì điều đó nó không phải là ăn chay. Vậy thì khi mà chúng ta ăn chay là chúng ta phải trở lại cái tánh của mình, phải tâm của mình phải giữ giới hạnh, phải tu tâm dưỡng tánh, phải thể hiện được từ bi hỷ xả của Phật, tứ vô lượng tâm phải có, thì như vậy mới gọi là ăn chay. Theo quan điểm của mình là như vậy. À, xin được thưa với huynh Trịnh Hữu rằng chúng tôi không có một ý nào đạo phá người ăn chay cả. Bởi vì từ hồi nhỏ đến lớn chúng tôi không bao giờ dám rời cái tư tưởng ăn chay. Vậy thì với những người ăn chay trường được là những người đã đạt được một cái điều rất là quý, nhưng mà chúng ta không thể coi cái đó là một thành tích mà chúng ta lại không có cái tâm chay được. Thế không có tâm chay rồi thì không có gì hết. À, tín thưa quý vị, về quan điểm của ăn chay theo người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi cảm nhận được Đức Thầy đã dạy từ cái chay kỳ đến chay trường. Vậy thì bây giờ đứng về góc độ của người tín đồ, chúng ta đừng có nên đả phá người ta ăn chay kỳ là dở, hay là mình cho mình ăn chay trường là được. Mà cái quan trọng là chúng ta phải xét lòng, xét mình, coi mình đã có chuyển tâm ý thanh tịnh chưa, chúng ta đã trở lại giác tánh như lời Đức Thầy dạy chưa. Qua bao nhiêu lời dạy đó thì tôi nghĩ đó, thì chúng ta mới gọi là ăn chay theo Phật giáo Hòa Hảo. Còn tất cả những cái ăn chay mà chúng ta không nuôi được lòng từ bi, ăn chay mà chúng ta chỉ có thực chay mà không có tâm chay, thì cái ăn chay đó nó có phước duyên rất là nhỏ, không phải không có. Có phước duyên rất là nhỏ, không thể chuyển được nghiệp chướng đâu. À, thưa quý vị, về cái đề tài mà chúng tôi trao đổi thì chỉ vỏn vẹn có bậc ý đó thôi. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái phần trao đổi về ý kiến, về khái niệm, về chữ ăn chay trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. À, tôi nghĩ nếu trình bày cái chay về cái quan điểm khoa học, cái chay mà ăn đúng hướng bây giờ để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe đó, thì vấn đề đó là một cái đề tài thuyết trình về ăn chay. Ở đây chúng tôi không muốn nói cái đó, nếu nói cái đó nữa thì dài dòng lắm. Mà chúng tôi muốn nói đến cái nhìn, cái nhận định cho thật là chuẩn trong cái giáo lý Phật giáo Hòa Hảo khi chúng ta ăn chay. Và khi cái lời khuyên Đức Thầy tại sao chay 4 bữa rồi lần lần tiến lên rồi là ăn chay trường, mà có chỗ ngài lại phủ nhận không ăn chay, tu hành nào luận mạng chay, thì cái ý mà chúng tôi muốn cho đồng đạo chúng ta thấy được rằng cái tinh thần ăn chay của Phật giáo Hoàn Hảo là nó từng bước để đạt đến cái lý của sự ăn chay, chứ không phải ở chỗ thực chay. Chúng ta nhận định được ngay rồi thì chúng ta thực hành theo giáo lý của thầy thì chúng ta mới có thể mang đến cái hiệu quả được. Còn nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta bị kẹt trong ngôn ngữ, thì chúng ta không đạt được cái lý đó thì chúng ta sẽ rất là mất lợi ích. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị bấy nhiêu mà thôi, chứ thật ra đây không phải là một mệnh đề, là một đề tài thuyết trình. À, đến đây sự đóng góp trong cái mệnh đề khái niệm về chữ ăn chay trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo xin được kết thúc. À, và không quên kính cảm ơn toàn thể quý vị từ bây giờ đã lắng tai theo dõi, và cầu chúc cho toàn thể đồng đạo chúng ta quay lại giác tín, xét thấy tâm mình để từng bước một thu thúc chân tâm, đẩy lui tất cả mê tín bằng phương cách niệm Phật, từng câu niệm Phật thanh tịnh để trở về giác tánh và đã được an lạc trong hồ tâm hồn, để được tồn tại trong cái thời kỳ khó khăn này và gặp thầy nơi Long Hoa Đại Hội. Đó là ước mơ chung của tất cả chúng ta. Xin cầu chúc toàn thể quý vị. Đến đây chúng tôi xin dứt lời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào toàn thể quý đồng đạo có mặt trong đêm. Nhân đề tài thuyết trình của Thượng Như về
ăn chay. Thì tôi là năm nay cũng ăn chay được 49 năm rồi, do đó là tôi xin đóng góp về vấn đề ăn chay để cho cái đề tài này nó được phong phú hơn. Bởi vì từ bi tánh là nó rất là cao cả và rộng rãi, không cùng tận được, cho nên là mọi người có thể nhìn thấy một cái khía cạnh. Tôi cũng xin góp phần về vấn đề này vì đây là kinh nghiệm của một người ăn chay. Thì quý vị biết là tôi hồi đó là gốc bị suy gan rồi lạc và bị mổ, do đó mà sau khi mổ mình vô trong bệnh viện mình nằm mình thấy cái chết chóc ở trong cái thời chiến mà ngay cả bản thân mình cũng đang bị mổ thận đây. Thành ra sau cái tôi mổ rồi nó chán ngán, không có muốn nằm trong bệnh viện nữa, do đó mà tự nhiên phát tâm muốn tu. Mà không biết là tu như thế nào, nhưng mà sau đó thì nhờ đọc qua cuốn kinh Thiền Quyên thì nói rằng cái con người ta dù có cái áo dơ mặc trăm năm đi nữa mà danh giặc thì nó sạch liền. Và trong con người mỗi người đều có cái cõi thường tịch quan, đó là rất là quý báu, tức là phật tánh của mình. Thì tự nhiên tôi ngộ ra như vậy thì mình bây giờ mình bỏ cái đời sống bên dịch, mình trở về mình tu thì có thể một kiếp này cũng có thể là thành Phật được. Và bởi vì áo mặc dơ trăm năm mà giặt sạch liền, tội lỗi mình dù có bao nhiêu kết quả đó, do đó tôi quyết chí là phải tu. Nhưng mà khi mà đã phát tâm tu rồi đó, không biết tu như thế nào đó, cho nên là tôi mới nghiên cứu qua về cái cuốn kinh ăn chay được bao nhiêu. Thì đọc qua cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì Đức Phật nói là nếu mình muốn thành Phật mà không trường chay diệt dục được thì cũng như lấy sạn cát mà nấu thì không bao giờ thành công. Do đó mà phải trường chay diệt dục thì mới có thể đi tới cái mục tiêu là đắc quả thành tâm. Do đó mà tôi quyết chí là phải ăn chay và sống độc thân. Khi giải ngũ về rồi nhà rồi tất cái cốc ở ngoài giường và phát tâm tu thiền định 3 năm trời vậy. Thì trong khoảng thời gian đó thì thấy rằng nhờ mình quyết chí tu mà cho nên nó phát lẹ lắm quý vị. Khi mình đã phát tâm mà quyết tu rồi, người nào có hành động nhất là hành thiền đó, thì nó phát sinh nó rất là lẹ, rất là nhanh. Nhưng mà khi mình có hành thiền là mình mới thấy nó phát triển rất nhanh, mà nhưng mà nó như con dao hai lưỡi đó. Nếu mà làm nó không đúng cách rồi cái thì trong võ công rồi tẩu quả nhập ma đó, luyện phép luyện thần thông mà không đúng cách rồi đó là tẩu quả nhập ma, tức là lửa ở dưới xương cùng kêu là Kundalini, là con rắn lửa ở xương cùng nó từ ở dưới mà nó chạy thì dọc thân sống mà chạy lên trên, nó khai mở cái hoa sen ngàn cánh trên não của mình đó, là lúc đó mình thành Phật. Mà nếu mà nó không chạy đúng cách đó, nó chạy bậy một cái đó là nhẹ là cùng điên, còn nặng là có thể bị chết luôn đó. Nên nó rất là nguy hiểm. Do đó mà khi hành trong vòng 3 năm nó phát sinh quá cỡ đi, nhưng mà mình không điều khiển được mà trong con người của mình. Bởi vì mình chỉ căn cứ vào kinh mà tu thôi, hơn nữa mình là tín đồ Phật giáo hòa hảo đó, cho nên là tự tu mà tự các cốc mà tu, chứ đâu có phải như bên nhà thiền mà các tăng sư thì dù sao người ta cũng được chuyên về cái hành thiền rồi đó. Cho nên khi mà cuối cùng rồi, khi nó phát quá mạnh mà không ngăn cản được, do đó mà thôi tôi chuyển qua tu tịnh độ, tức là giảm bớt cái phần tu thiền và chuyển qua tịnh độ. Thì khi qua tịnh độ rồi thì thấy nó rất là nhẹ, là đi từ từ dễ dàng hơn, nhẹ hơn. Các áp dụng thiền tịnh song tu chứ không một muốn cho mau cho gấp, chuyên tu thiền không thì nó rất là nguy hiểm. Đây là nói về kinh nghiệm trên bước đường hành đạo. Và cứ thế mà vẫn tiếp tục hành rồi. Nhưng mà sau này đó thì sau 3 năm đóng cốc rồi đó, thì có ông anh thì ông là hiệu trưởng trường trung học Sa Đéc, cho nên ông nói thôi mày ơi, mày cứ xin tiền ba má làm phước hoài, ông ba già rồi, thôi đi dạy học đi. Rồi lấy tiền nó làm phước đó, thì cũng tu với đi học mà đâu có gì đâu đó. Ông nói với thằng tôi cũng bây giờ vào trường trung học làm giáo sư dạy giờ đi dạy ngủ rồi nhưng mà khi mà đi dạy học rồi nó cũng đi ảnh hưởng chiều ngang rồi, nó không đi sâu vào cái hồi mới phát tâm nữa, cho nên
cái sự phát triển nó chưa chậm. Lúc đi dạy học thì tham gia giáo hội Phật giáo Hảo tỉnh Sa Đéc làm chính thư ký ban sự trước 7 lần, rồi sau đó mới làm trưởng ban phổ thông thư ký ban sự cho đến 75 luôn. Thì lúc đó vẫn tiếp tục ăn chay, thì phát tâm tu là năm 64, từ 64 mà tới 75 thì là được 9 năm rồi. 9 năm mà cái vấn đề ăn chay thì vẫn biết vậy thôi, chứ bởi vì thể hiện ăn chay là thể hiện lòng từ bi mà, chứ biết vậy chứ chưa có chứng ngộ được cái sự sâu xa của ăn chay như thế nào về cái tánh từ bi. Thành ra sau 75 thì tù tội cải tạo này kia nữa, rồi tôi là giả từ vô ra luôn, không có đi dạy học nữa, ở nhà là làm đồ đẩy sống qua ngày thôi để nuôi cha mẹ. Và trong sau đó thì sau 75 đó thì nó là bị tù cải tạo đó, chính trong cái tù cải tạo này đó là mới chứng ngộ được vấn đề giá trị của ông trai. Bởi vì sau năm 75 qua 76 thì trở lại chứ hồi mới vô thì chỉ cải tạo sơ sơ thôi chứ nó chưa chính thức. Rồi nhưng mà sau đó thì nó quy tội tôi là si ăn nỉ, bởi vì gốc là sư Ba La Lạt mà hơn nữa là chức sắc cao cấp Phật giáo Hòa Hảo ra tỉnh nữa, thành ra nó bỏ tù. Bỏ tù gần một năm rồi. Thì trong khi bị tù đó, quý vị biết là vô tù nó khổ, ai có tù cũng biết. Vô đó là từ giờ bữa là bắt đầu ghé tùm lum, mình mặc con người tôi vô nằm tù nó cái mấy không có chỗ nào mà không ghé, mà nó hôi hám vô cùng. Nằm thì có nhiều khi đông quá nó nằm nghiêng chứ không có nằm ngửa được nữa, mà chịu đựng gần một năm như đó. Rồi tự nhiên sau thấy rằng mà nhất là nó quy tội mình suy ra Mỹ rồi, mình nghĩ rằng không biết có thể mình về được hay không đó. Lúc đó tự nhiên sau nó khao khát cái sự sống cái gì, có tù rồi mà thấy khao khát sự sống khao khát một cách lạ luôn kìa, nghĩa là muốn làm sao được tự do mà mình được về thăm cha mẹ, chứ mình không vợ con, nhưng mà về thăm cha mẹ bạn bè được tự do vậy là mừng dữ lắm. Mà bây giờ thấy rằng nó quy tội mình về chính trị vậy là chưa chắc gì mình sống được. Mà sau 75 thì quý vị biết là nó muốn giết mình là giết, là chưa có luật pháp gì rõ ràng. Thành ra trong lòng nó cứ khao khát hoài, mà đánh đổi nó khao khát cái sự sống á. Mà lúc đó nếu ai biểu mình ăn cứt bây giờ để nó thả mình ra thì mình cũng không có khang, hay là biểu mình lại ngàn lại nó rồi nó thả mình ra mình cũng lại nữa. Lúc đó ham sống cái kỳ lạ, nó chưa từng thấy, như mình đứng bên bờ vực thẳm sắp chết rồi là mình mới thấy. Thì nhân đó tôi mới tự nhận ra nó phải rồi mấy lâu nay mình ăn chay mà nói rồi thể hiện lòng từ bi thôi, chứ đâu có chứng nhận được như hôm nay mà mình mong mình được sống còn, được về mà mua người ta bắt mình làm cái gì bây giờ mình cũng có thể làm được cái chuyện đó hết trơn rồi. Như vậy là mình bao nhiêu năm mình ăn chay đây là nó có ý nghĩa vô cùng, bởi vì mình đang trong các con sinh vật cái sự sống, không có ăn thịt nó, không có cắt cổ đập đầu nó thì nó mừng biết bao nhiêu mừng. Chứ nếu mà mình bắt nó rồi mình đè mình cắt cổ đập đầu mình ăn thịt thì trong khi mà nó sắp chết nó tha thiết cái sự sống giống y như mình bây giờ, mà làm sao mà nó sống được, bởi vì mình mạnh hơn nó, mình giết nó đi mình ăn thịt nó. Thì ngay cái lúc đó tôi mới nhận ra cái giá trị của sự sống. Ăn chay đây là thể hiện cái lòng từ bi, mà cũng là để ban cho muôn loài một cái sự sống mà trên đời này không có gì quý hơn cái sự sống. Cái sự sống là nó quý nhất. Cũng như trong cái chuyện mà Thái tử Siddhartha với Đề Bà Đạt Đa đó, Đề Bà Đạt Đa bắn một con chim thì con chim mà nó rơi vườn thượng uyển, và Thái tử Siddhartha bắt được lượm được con chim đó rồi rút mũi tên ra rồi băng bó cho nó. Đó, nuôi dưỡng nó để khi nó làm rồi thì thả cho nó đi. Thì Đề Bạt Đa mới đến đòi lại con chim, thì Thái tử không có trả lại, để nói là con chim này ta lượm được ở trong vườn thượng uyển, còn ngươi bắn thì nó rớt ở đâu ta đâu có biết, nhưng mà đây là ta lượm chứ người ta lấy của ngươi, cho nên ta không có trả cho nhà ngươi. Hai bên dần coi nhau, cuối cùng bên thì con vua, bên cháu chúa, cho nên đưa ra tại triều đình để bàn luận coi bây giờ cái chân lý nó thuộc về ai. Một đàn thì bắn con chim rơi xuống, một đàn thì lượm con chim, nó là dần coi nhau không có chịu bồi trả nhau bây giờ chim này thuộc về ai.
Thì trong triều đình nó chia làm hai hạ hai nhóm người, một người thì binh vực cho thái tử, bởi vì nói rằng thái tử lượm con chim chứ không phải là bắt lấy con chim này từ của đề bà đặt ra, cho nên các quyền sở hữu của con chim này là chính là của thái tử. Còn bảo rằng nó nếu mà không bắn mà làm sao thái tử lượm được, do bắn rớt xuống rồi thái tử mới lượm, thì cái người bắn nó phải là cái người chủ quyền của con chim đó. Thì hai bên cứ giằng co hoài mà chưa quyết định được cái này thuộc về ai. Chứ phải thái tử mà bắt con chim của đề bạt ra thì nó dễ, còn đằng này ta lượm, mà nếu ta không lượm thì làm sao ông kia đòi được đó. Do đó mà sau một thời gian bàn luận mà chưa ngã ngũ thì có một lão thần đứng lên mà nói rằng: kính thưa quý vị, nếu thế gian này mà ai là cái người tôn trọng sự sống, cái sự sống là có giá trị nhất trên thế gian, thì ai là cái người tôn trọng sự sống, binh vực cho sự sống, thì cái người đó là cái người binh vực cho chân lý. Thì cái ông lão thần ông nói một câu đó là cả hội trường đều im phăng phắc hết. Bây giờ nói gì thì cái lý thì thái tử là cái người mà săn sóc con chim, thương yêu nó và săn sóc nó, rồi cuối cùng là thả nó được để đợi giết tự do. Còn một đàn thì muốn sát hại, muốn giết hại để thỏa mãn cái lòng sát phạt của mình, thì cái đó là nó không có được người ta tôn trọng. Mà thì qua cái ý nghĩa của câu chuyện đó mình mới thấy rằng cái sự sống rồi là quý nhất, không có gì quý bằng. Trong đạo Phật thì quý vị biết là nó có cái câu chuyện nữa là lòng từ bi đó, là có một cái gì tỳ kheo kêu là Thảo Hệ Tỳ Kheo. Thì ông tỳ kheo này á, là ông bị bọn cướp nó bắt, nó trói ở trong bụi cỏ mà ông nằm đó chạy dân nắng cái gì, chứ ông không có để chịu chết, chứ ông không có chịu bứt cỏ. Người ta mới hỏi ông tại sao ông không chịu bứt cỏ, là ông nói bứt cỏ đó thì nó là cỏ nó đứt, người ta nhổ rễ nó ra, bởi vì nó buộc ra trong cái đống cỏ này thì ta dùng giấy thì nó đứt cỏ và tróc gốc rồi rễ của nó ra nó chết đi, là ta giữ cái hạnh là không sát sanh, thành ra là ta chết chứ ta không làm cho cỏ nó phải bị chết. Thì người ta mới xúm lại mới mở trói cho ông ra, và kể từ đó nó mới có dùng từ kêu là Thảo Hệ Tỳ Kheo, tức là ông thị tỳ kheo này ông giữ giới bất sát cho đến đổi là cái cây cỏ mà cũng cũng không có nhổ nó để cho nó chết nữa. Rồi cũng một câu chuyện từ vị khác, đó là nhà Văn Thù Sư Lợi. Ngài mới hỏi Đức Thế Tôn: chứ có người ta cúng dường cho chư tăng đôi dép bằng da thú, vậy có nên đi hay không? Thì Đức Phật không có trả lời rằng có tội hay không có tội khi đi cái đôi dép này, mà Đức Phật chỉ trả lời là nếu đi đôi dép này thì mất đi cái lòng từ bi. Đó, từ bi thấy mà ngay cả cái da con thú nó chết rồi đó mà lấy cái da nó làm cái đôi dép, mà Phật cũng không muốn để cho cái người làm một cái người mình tu cái hạnh xuất gia, tu cái hạnh từ bi mà phải đạp trên cái đôi dép da này để mà mình được sướng cái chân, mà dù sao cái da này là cái da con thú nó bị chết đi, thành ra ý Phật khuyên là không nên đi cái đôi dép bằng da mà nên đi dép bằng cỏ thì nó hay hơn. Thì thấy quý vị thấy là tôn trọng cái đức tánh từ bi nó như vậy. Rồi cũng lại có một câu chuyện nữa là về một nhà trong cái rừng đó có nhiều nai mà vua thì đi săn bắn, nhưng mà sau đó đó thì có con nai chúa nó mới trình bày với vua, nói nhà vua săn bắn vậy thì tội nghiệp cái loài nai ở trong rừng đó, thì xin nhà vua mỗi năm đó thì nai trong rừng sẽ cống hiến cho nhà vua một con để nhà vua ăn và tha cho nó cái mạng sống. Thì ông vua ông cũng rất là đồng ý, và tuần tự hết năm này tới năm kia thì rồi ông nai chúa thì nó sẽ chọn mỗi một con, năm có một con vậy đem ra đi ra là triều đình để cho vị vua ông thịt. Thì một cái năm nọ có một con nai cái nó có chữa, và nó đến quỳ trước con nai cho chúa đàn, nó xin chúa đàn làm tha cho nó mạng sống trong cái kỳ này để cho nó đẻ con ra rồi đó, thì nó sẽ nạp mạng. Chứ bây giờ thì nếu nó nạp mạng nó thì nó chết mà con nó chết nữa thì tội nghiệp con của nó quá, nó muốn con của nó được còn sống đó. Thì xin nay chúa là đi kiếm con nai khác thế mạng. Thì nay chúa suy nghĩ rằng mà bây giờ mình nếu mà mình giữ công bằng, mà đây là tới phiên con nai cái này
mà bây giờ không có bắt nay cái này đi bắt nay khác, thì nay khác nó chưa tới cái thời kỳ chết của nó mà bắt nó đi thì vậy là mình bất công đó, cho nên suy suy nghĩ kỹ rồi. Mà nếu mà mình bắt con nai cái mà đi thì tội nghiệp nó phải chết mà con nó chết nữa. Do đó mà con nai chúa đàn nó tự nó động nó đi ra triều đình để mà nó nộp mạng. Thì ông vua nói ủa trong rừng nai thiếu gì mà tại sao mà ngươi không bắt những con nai đó ra để ta ăn thịt mà nhà ngươi lại đem nạp mạng, mà ngươi là chúa đàn nai. Thì con nai chúa ra đàn nó mới trình bày cho ông vua biết cái sự sống trên thế gian này nó quý báu gì, mà con nai cái thì nó sinh nó được sống còn để cho nó sinh con ra. Thành ra tôi thấy rằng nếu mà tôi là nai chúa mà tôi ép bức những con nai khác thì nó bất bất công. Nó thành ra tôi thôi giờ tôi hy sinh cái mạng sống của tôi để cho nhà vua ăn thịt, để cho các loài nai khác nó được cái sự sống thêm một năm nữa, thì dù sao cái đó cũng là cái rất quý. Còn nếu ép một con nai cái nó chết đi thì con nó chết nữa thì nó là cái hai cái mạng lắm. Ông vua ông suy nghĩ nó thú vật mà nó còn quý cái mạng sống như vậy, huống như mình người ta mà mình đi sát sanh hai mạng thì như vậy là mình đâu có xứng đáng còn thua hơn con vật nữa. Để từ đó về sau nhà vua cho con nai cho chúa đàn trở về mà ban lệnh không ai được săn bắn trong khu rừng nai nữa, để cho loài nai được tự do sống còn. Thì qua những câu chuyện chúng tôi cũng gặp được vấn đề cái sự sống do cái ăn chay từ lạc mà ra. Thì nhờ ăn chay là có thể hiện cái đức tánh từ bi cao cả không thể nào lường được. Ngay cái sự chứng ngộ của tôi về cái chuyện mà cái sự sống còn, cái trước khi mà mình thấy rằng mình sắp chết rồi đó, sắp đi đứng bên bờ vực thẳm rồi thì mới nảy ra cái tư tưởng là ham sống không thể nào diễn tả nổi. Nếu mà không tôi không ở tù thì tôi không 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 có phát hiện ra được là cái mình ham sống như thế nào. Nhưng mà nhờ mình ở tù mình sắp chết rồi, mình nghĩ là mình phải bị chết chứ khó mà ra khỏi tù, cho nên tự nhiên nó phát sinh ra một cái sự sống ham sống một cái là vô cùng mãnh liệt. Thì do đó mình mới 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 phát hiện ra ý nghĩa sâu xa của ăn chay là tôn trọng cái mạng sống của muôn loài chúng sinh. Mà không có thế gian này không có cái gì mà mua chuộc được cái sự sống hết, dầu có bạc tỷ rồi nữa mà mình cho người ta rồi mà giết người ta cũng không bao giờ nhận cái chuyện đó. Ta là nghèo là khổ chịu, ăn xin chịu, đi chết đói mà chịu, chứ không bao giờ mà chết rồi để mà lấy cái số tiền đó để làm cái gì. Thì quý vị thấy cái sự sống là quý nhất trên thế gian này. Trên cái hành tu khi mình ăn chay đó thì Đức Phật nói rằng là ban hoài thì ngay cái trong cái lý thầy nói ban đầu thì mong bá gia nhiều ít lòng chay để thể hiện trong tinh thần Phật pháp. Rồi ngoài ít lòng chay, ít nhiều lòng chay rồi là chay 4 bữa, ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sinh. Rồi nó là bố thí trì chay giữ giới mà. Mà dù bố thí trì chay giữ giới mà nó cũng cao rồi nhưng mà cũng chưa có rốt ráo là phải chay được tánh chay tâm. Bởi vì mình có chay tánh chay tâm nữa đó, cái lòng mình nó chay nữa đó thì mình có thể mới có thể đi tới đạt đạo đạt rốt ráo. Còn bây giờ cái bên ngoài mình ăn chay nhưng mà tâm mình vẫn còn vọng động, vẫn còn ham muốn về tình dục, vẫn còn ham muốn về danh về lợi, thì như vậy cái tâm mình nó vẫn còn động cho nên nó chưa có phát huệ được đó. Tâm bình tĩnh thì phát huệ, cho nên khi mà ăn chay đi diệt dục đây đó là bên ngoài mà cái ai cả bên trong, bên trong mà tâm bình tĩnh được thì mới là mới phát huệ, mà tâm bình tĩnh được đó là chay tâm chánh tánh được thì tâm nó mới bình tĩnh được. Và khi mình đã đắc đạo rồi đó mà tới cái chỗ mà bậc thầy mà trong kinh Phật nói đó, mình đã đắc đạo là chứng lục thông rồi nhưng mà cái lòng từ bi của mình nó chưa có rộng mở hung. Sau khi mà cứu độ chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy là 100.000 vạn triệu chúng sanh được mình cứu độ trong cái hạnh Bồ Tát, mà khi nào mà đạt được cái thiền định kêu là định từ bi tam muội đó, được cái tam muội là thiền định đó, mà từ bi tam muội tức là thiền định về lòng từ bi, mà đạt được cái định từ bi tam muội đó thì Đức Phật nói rằng cái lòng từ bi nó rộng khắp bao la trong 10 phương thế giới, cũng như là thương như muôn loài chúng sanh, cũng như là mẹ thương con. Thì Đức Di Lặc ngài đã chứng đắc được cái từ bi tam muội, cho nên ngài ngoài tên Di Lặc ra, tên cầu danh ra, còn có cái tên nữa là cái tên Từ Thị, Đức Từ Thị, tức là ngài họ họ thị mà Đức đạt được cái từ bi tam muội,
Cho nên mới có cái danh từ gọi là Đức Từ Thị. Thay vì gọi Đức Di Lặc thì có chỗ trong kinh gọi là Đức Từ Thị, là bởi vì Ngài đã đắc được cái từ bi tam muội. Còn những vị Bồ Tát khác hay chỉ La Hán mà chưa đạt được cái từ bi tam muội thì cái lòng từ bi nó chưa rộng mở. Mà đạt được từ bi tam muội rồi thì cái lòng từ bi nó bao la không cùng không tận, không thể nào diễn tả được. Đây là cái đức tánh từ bi. Thì qua cái chuyện từ bi của Thường Như thì tôi cũng xin đóng góp về cái đức tánh từ bi vô cùng cao cả. Ở trên thế gian này không có gì quý hơn cái từ bi. Nói về, bởi vì Đức Phật nói là muốn thành Phật đó thì cái nhân của nó là học giống của nó là từ bi và trí tuệ. Mình phải tu cái hành từ bi và tu cái hành trí tuệ. Tu hành từ bi thì nó đi vào cái hành gọi là bố thí. Còn trí tuệ nên là kêu là định huệ song tu. Mà cái hành Bồ Tát đó, thì là bố thí, thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nó thuộc về tu phước. Còn thiền định trí huệ là thuộc tu huệ. Cho nên có phước huệ song tu thì mới thành Phật được. Còn nếu mà tu phước không thì cũng không thành Phật. Mà tu huệ không thì bắt quả đắc quả La Hán thôi, chứ không thể thấy thành Phật. Mà phải hai cái hạnh luôn luôn đi đâu là phước huệ song tu thì nó mới thành Phật được. Cũng như trong cái ngũ nguyện mà Đức Thầy dạy chúng ta đó, nó cũng thuộc về phước huệ song tu. Cái nguyện thứ nhất, cái nhì, thứ ba, thứ tư nó thuộc về tu phước. Bởi vì nguyện cho thế giới, cho tổ tiên, cha mẹ, bá thánh, nhân dân là nó thuộc về phước. Còn cái nguyện mình đạt được trí huệ, thông minh, như đắc đạo huệ, đạo quả đó là thuộc về huệ. Cho nên hai cái này nó phối hợp nhau. Cái từ nguyện thứ nhất tới nguyện thứ tư nó gọi là tu phước. Nguyện thứ năm gọi là tu huệ, gọi là phước huệ song tu, hay là thiền tịnh song tu. Là bởi vì mình cầu Tây Phương Phổ Độ đó, nó thuộc về tịnh độ. Và mình tu mà với cái nguyện đạt được trí huệ, thông minh như đắc đạo quả đó, nó là tu thức thiền. Bởi vì có tu thiền mới trí mình mới sáng được. Chứ nếu mà không tu thiền thì cái trí mình nó không thể nào mà phát sinh được cái trí bát nhã để mình đi tới cái chỗ rốt ráo là đắc quả niết bàn. Thành ra khi mà mình phát ra năm cái lời nguyện này đó, nó vừa thiền tịnh song tu mà vừa phước huệ song tu. Nó rất là cao cả mà Đức Thầy đã dạy chúng ta. Khi chúng ta phát ra năm cái lời nguyện này rồi thì nghĩa là chúng ta giữ suốt đời, và có thể là trong vô lượng kiếp về sau, khi nào đạt thành được cái năm cái lời nguyện này đó là chúng ta sẽ được thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi có chút cái đóng góp về kinh nghiệm về vấn đề ăn chay trường đó. Dù sao mình cũng đã từng ăn chay cho nên mới thấy cái ý nghĩa của nó rất là sâu xa, rất là cao cả. Không có gì trên thế gian này nói về cái hình thức mà cao cả quý báu, không có vàng bạc nào mà có thể mua chuộc được cái vấn đề ăn chay. Bởi vì cái mạng sống của người ta nó quý báu vô cùng, mà ai ban cho sự sống trong muôn loài chúng sanh đó là một cái người như là cao cả trên thế gian này. Và sau một thời gian 5 năm 10 mà năm ăn chay rồi thì quý vị sẽ thấy cái lòng từ bi tự nhiên nó phát sinh. Ăn chay càng lâu chừng nào đó thì lòng từ bi càng phát sinh mạnh chừng đấy. Nghe là mình thấy người thấy vật rồi luôn luôn nó phát sinh cái tình thương nó lạ lùng lắm. Chứ không phải như cái lúc mình ăn mặn đâu. Nếu mình còn ăn mặn, còn sát sanh, mình chưa có thấy gì hết. Cái tình thương của con người đối với con người, với con vật. Mà khi chúng ta ăn chay lâu ngày rồi đó, ngay con kiến, con rẹp, con muỗi mà nó cắn ta, nhiều khi chúng ta không muốn đập. Mà tự nhiên nó cái tình thương nó lạ lùng lắm. Mà tình thương này là khi mình có thực hành rồi thì mình mới thấy cái kết quả của nó. Nam mô A Di Đà Phật.